Nuôi gà trên sân cát là việc sử dụng cát để làm môi trường chăn nuôi. Phương pháp này không những làm tăng hiệu quả phòng bệnh cho gà, giảm chi phí chăn nuôi mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường khô ráo, khỏe mạnh cho đàn gà. Tuy nhiên, đây không phải là kỹ thuật mới và đã được nhiều hộ dân trong cả nước áp dụng. Song kỹ thuật này được biết đến nhiều hơn cả tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên với nguồn cát dồi dào ven đê sông Đuống, các hộ dân nơi đây đã ứng dụng kỹ thuật nuôi gà trên sân cát một cách hiệu quả. Trước đây là ông bà mình nuôi gà mái đẻ đấy, thì thường cứ để một cái rổ cát để cho con gà mẹ ra nó tắm cát, thì nó giảm cái tỷ lệ con mò với cái con gà mẹ. Thì vận dụng ở đấy thì chúng ta đưa cái quy mô lên, nó không phải là rổ cát mà nó là cái sân chơi bằng cát để cho cái đàn gà nó có điều kiện nó chơi rồi nó vận động đấy, để nó tăng cường cái vấn đề sức khỏe của con gà. Thì thực ra cái công nghệ này nó cũng rất đơn giản, nó chỉ cần mà có cái sân vườn rộng rãi nó có thể áp dụng được, và cái chi phí ban đầu của nó thì cũng rất là thấp, chứ cũng nên là nó dễ mở rộng. Anh Hoàng Công Điền là một trong những hộ dân đầu tiên tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thực hiện áp dụng kỹ thuật nuôi gà trên cát cho trại gà của mình. Với diện tích nuôi khoảng 5.000 m², trại gà của anh Điền được chia thành 3 dãy nhà với gần 40 chuồng nuôi. Mỗi chuồng có khoảng 1.000 con gà thịt. Điểm đặc biệt ở trại gà của anh Điền đó là mỗi chuồng anh cho xây thêm một sân chơi cho gà rộng khoảng 80 m². Các sân này đều được phủ một lớp cát dày 30 cm để gà có thể tắm cát. Nhìn những chú gà trong chuồng với bộ lông bóng mượt, màu đỏ tươi, con nào cũng to khỏe, đang chạy nhảy quanh sân chuồng mới thấy hết được hiệu quả của việc nuôi gà trên sân cát. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng khi chăn nuôi theo mô hình này, mỗi năm gia đình anh thu về số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Con gà nó rất là thích ra, nó tắm cái cát, kể cả là trời rất là nóng nhưng mà nó lại rất thích tắm cát, bởi vì cái đấy là cái bản chất hoang dã của nó thích tắm cát để nó khử được các cái con vi khuẩn hay những con mò con ấy giận đấy bám vào người nó, là nó rất là thích tắm đấy. Loại cát mà gia đình anh Điền sử dụng cho trang trại gà của mình chủ yếu là cát vàng. Sau khi mua cát về, anh tiến hành đổ trực tiếp vào chuồng với độ dày tầng cát từ 50 cm trở lên. Khu vực trũng phải đổ nhiều cát hơn khu vực có địa hình cao, để sao cho độ cao từ bậc cửa chuồng đến sân cát khoảng 10 cm là vừa, tránh cho gà phải vận động quá nhiều gây stress. Ngoài ra, phương pháp này còn có ưu điểm nữa là luôn đảm bảo cho mặt sân khô ráo, khiến phân gà khi thải ra sẽ được hút nước, không gây mất vệ sinh. Đặc biệt trong mùa hè, cát nóng và sở thích tắm cát của gà đều là điều kiện lý tưởng để diệt những mầm bệnh. Con gà thì nó có cái sân cát thì nó rất là thích chạy ra, nó vận động, nó bay nhảy, nó như cái người ta thể dục, nó dẫn tới là con gà nó sẽ phát triển là tốt hơn con gà mà nuôi nhốt. Thế nó vận động thì cái thịt nó săn chắc, nó tắm cát thì cái lông nó sạch và nó phát triển về cái mẫu mã nó sẽ đẹp hơn con gà. Trên cát thì nó sẽ giảm được cái kháng sinh đi rất là nhiều so với nuôi bình thường. Để đạt hiệu quả chăn nuôi cao, gia đình ông Hoàng Xuân Điền cũng rất chú trọng đến khâu phòng bệnh cho trại gà. Theo đó, cứ sáng sớm và chiều mát, các công nhân sẽ định kỳ vệ sinh chuồng trại, quét dọn phân khô trên cát, bổ sung thêm lớp cát mới, sới đảo cát lẫn vôi bột. Hỗn hợp cát khô, vôi bột sẽ có khả năng khử trùng, khử khuẩn rất mạnh, loại bỏ nơi trú ẩn của virus, vi khuẩn, có thể gây bệnh cho gà. Lợi thế của cái con gà trên cát là nó... cái cát là cái mùa nóng, cái nhiệt độ lên cao, nên cái môi trường mà để cái vi khuẩn virus là khó tồn tại, nên con gà là nó sẽ khỏe mạnh hơn so với các cái vùng mà nuôi trên đất. Một điểm khác nữa đem lại hiệu quả kinh tế ở trại gà này là việc chủ động phối trộn được thức ăn. Anh Điền cho biết đã tiến hành mua nguyên liệu ngô, cám gạo tại địa phương, phối trộn với một lượng cám viên hợp lý với một loại men tiêu hóa đặc biệt công nghệ Nhật Bản. Bằng cách này, mỗi cân cám anh tiết kiệm được 1.000 đồng chi phí nếu so sánh theo giá thức ăn trên thị trường. Hơn nữa, gà của anh ăn cám này sẽ tiêu hóa tốt, hấp thụ hết thức ăn, vừa tăng hiệu quả thức ăn, gà nhanh lớn. Mà phân cũng không có mùi hôi. Từ thành công mà trang trại gà của anh Điền có được,
hiện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình đã tiến hành mở rộng thử nghiệm mô hình nuôi gà trên cát tại một số hộ dân huyện Quỳnh Phụ, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi gà trên cát tại huyện Quỳnh Phụ thì được triển khai từ năm 2016 và qua 2 năm thực hiện thì chúng tôi thấy là nó đã có một số cái kết quả ban đầu. Thì Sở sẽ tổ chức đánh giá và khi mà đã có cái kết luận về cái hiệu quả rõ ràng thì Sở có thể tổ chức hội thảo để các hợp tác xã nông nghiệp tham quan, học tập và phổ biến cái quy trình nuôi này cho các hộ gia đình và cho các trang trại gia trại để áp dụng để mở rộng sản xuất. Ngoài việc nhân rộng mô hình, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bà con khi thực hiện phương pháp nuôi gà trên cát, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình còn chủ động tìm đầu ra cho các hộ nuôi bằng cách liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ thịt gà. Nói chung là áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phải đi liền với doanh nghiệp để mà tìm đầu ra cho người nông dân. Đối với lại riêng tỉnh tôi thì nó có cái lợi thế là cái người nông dân tỉnh tôi là họ rất cần cù và họ rất ham mê áp dụng cái tiến bộ khoa học công nghệ. Nhưng mà cái vấn đề khi đã tạo ra sản phẩm rồi thì cái khả năng đưa sản phẩm ra thị trường để mà tiếp cận với thị trường ấy thì cái này vấn đề này không phải ai cũng làm được. Nên là nó đòi hỏi cần có sự liên kết giữa các nhà giữa các doanh nghiệp đấy để mà hỗ trợ người nông dân trong cái mô hình liên kết giữa nông nghiệp với nông dân để áp dụng tiến bộ khoa công nghệ và doanh nghiệp đấy là họ tiêu thụ cái sản phẩm ấy cho nông dân thì đấy mới là cái hướng đi ra bền vững của vấn đề áp dụng tiến bộ khoa công nghệ để mà nhân rộng được cái mô hình ấy, thì ngay trong cái lúc mà triển khai cái xác định cái nhiệm vụ khoa học công nghệ thì chúng tôi kết hợp giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nông dân về cái liên kết giữa cơ sở kinh doanh và các hộ nuôi thì ở đây cái hiệu quả ở Thái Bình đã có một số những cái mô hình là có hiệu quả rõ rệt. Chị Lê Thị Vinh ở Thường Tín, Hà Nội là một trong nhiều khách hàng thường xuyên của trang trại gà Bình Điền. Tháng nào chị cũng về trại gà của anh Điền để thu mua rồi cung cấp thịt gà cho các cửa hàng, quán ăn ở Hà Nội. Chị Vinh cho biết hầu hết các khách hàng đều phản hồi là thịt gà nuôi trên sân cát ở đây rất chắc, thơm và tạo được hương vị riêng. Một tháng thì tôi lên đây 3 lần, mà mỗi một lần bắt là tầm bác có độ 3.000, bắt 3 chuyến. Mỗi chuyến là tầm 2 tấn. Tôi trở về chợ Gia Cầm Hà Vĩ, đấy, giao cho 4 ký ốt. Nói chung là gà nhà bác này ngon, khách hàng người ta cũng đánh giá là gà này rất là ngon. Từ thực tế trên có thể thấy, với đặc điểm thời tiết khí hậu như ở Việt Nam, mô hình chăn nuôi gà ta trên sân cát là rất phù hợp. Bởi khi trời mưa, cát sẽ giúp nước thoát nhanh hơn, không bị đọng lại, dẫn tới bệnh cầu trùng sẽ phát triển rất mạnh, gây mầm bệnh cho gà. Như vậy, gà sẽ không bị nhiễm bệnh và phần nào tiết kiệm được chi phí thuốc cho đàn gà. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi các dịch cúm ngày càng gia tăng, khiến cho người nuôi gà lo lắng, thì kỹ thuật nuôi gà trên cát được cho là rất hiệu quả. Với những ưu điểm và hiệu quả rõ rệt như vậy, kỹ thuật nuôi gà trên cát đã và đang giúp người dân Thái Bình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.